Vậy vậy hả? Đừng mưa nha anh. Hello, xin chào cả nhà. Chào các bạn luôn. 120. Bữa nay mình với mình quay lại cái kèo 120. Kèo này quýnh tới lắng. Kèo này chắc kèo này quýnh hoài. Không biết chừng nào mới đổi. Anh đánh cho trắng đi. Rồi. Thôi giờ thi luôn đi. Thi cho mai sẽ là người đề ba luôn đi. Rồi. Quá mạnh là ta. Sao bình quá nhẹ. Sao mà tụt nhẹ vậy? Anh tụt trước em có khúc rồi. Rồi mình sẽ cầm trái trắng đề ba trước nha cả nhà. Rồi. Quá hợp. Quá. À để lộn trời ơi, cái vàng đúng ra nó phải nằm ngay giữa này mới đúng. Sao? Anh để lộn chỗ. Mà anh đề ba anh để về em có quýnh được đâu. Ý là nó để chặt chỗ đề ba. Một. Hay dữ trời. Thôi lên lên. Thì dí hết mặt. Cái gì con ra anh chăm mực. Hai. Son ơi ra chăm mực cái Son. Quánh chăm lục cho nó. Đợi mình chờ Son. Ba. Mấy viết này sao mau hết mực dưới trời. Uống mực như uống nước. Bốn. Nghe chứ bạn. Bốn bốn. Bốn điểm. Bốn điểm, bốn điểm. Nhầm mà chăm ngược. Rồi xong lớn lớn luôn rồi. Đi 4 điểm để lại cái giò gà. Quay là. Quay chứ gì. 4 điểm. Bốn điểm để lại giò gà. Trả lại 4 điểm. Một. Hay là trả lại 4 điểm hay là còn hơn 4 điểm nữa. Xém dư tùi quýnh bậy à. Bảy. Tám. Tám lại không? Đi 4, trả 8 luôn. Chết, nghe luôn rồi ơi. Nghe đâu. Trái này câu lê được mà, thì đấy. Xa. Phải. Trời ơi, giống là không biết câu lê. Ôi, chính vậy. Biết chừng nào mới học được cái cu lê đấy thầy. Không. Hai.
3. Mạnh quá luôn. Mạnh dưới đó. Mình hay chơi chiêu chổng lên đục nè. Ghê thiệt chứ. Vậy mà đó nó còn móc ngực của anh. Thôi đó. Năm. Trời ơi, cái đó bây giờ kỳ cục thì trời đơn giản. Trời ơi. Thả bớt thăm bình. Trời ơi, chặt mấy cái đá nó lãng chẹt cái trời. Mấy cái đá nó quýnh, quýnh cổ thua qua gà với lại tài xóm quýnh thế này. Trời ơi, sao lòn dữ vậy trời. Trời ơi, mấy nó bị trật khó hiểu chứ. Không thể nào giải thích được. Tính nhiều đường quá bị chặt. Không, không thể nào giải thích được mấy cái tử bi đó luôn á. Ô đời chứ. Hai. Ba, nó trắng mạnh quá trời, tút tút lú luôn rồi. Bốn. Trời, nó thành cu lê luôn. Bốn điểm. Ta dài dưới trời. Kẹt cái dầu luôn. Biết quýnh vào gà luôn. Cứ bằng chi trời ơi chui luôn thôi. Phải ra miếng vậy. Xui luôn rồi. Bi này khó quýnh lắm. Ba trái nó sát luôn. Anh đánh phải nó phải mỏng. Chứ anh đánh chỉ cần mà nó dày miếng thôi. Cái là nó chặt lắm lên à. Khó đánh lắm. Bởi vì em ghét nhất là mấy trái sát sát vậy đó. Một. Mấy đá đó là vô phương, nó sát quá, không còn đá nào hở nữa. Đá tài vợ chứ đá đó dễ ẹt. Hai. Sát quá rồi. Ẩu chứ bị da đó, để lại vô quýnh trái nhiều anh cũng quýnh, trái đó dễ ẹt. Ba. Trời ơi, sao mà cứ dư thiếu nó bị ngộ đời thiệt chứ. Đè quá đè. Nay quýnh bị nhờm quá. Ba điểm.
bi vậy, chích qua bấm bi qua cái rồi chưa thiếu luôn. Anh bình quá, anh chơi quá, đừng nhôm khác đỏ quá tạc mập. Này mình coi ở trên TV clip đầu, mình coi mấy người dạy học bi da mình phải bắt chước theo chứ, chứ đánh theo theo kiểu như mình biết chừng nào mới lên được. Này em khoái coi đổ nhân chạy lắm. Ở bữa nay luyện cho đó không đổ nhân chạy kiểu ông đánh múa cơ lắm. Bây giờ mình đánh dẻo thôi, múa cơ lắm. Nhưng mà mình phải tập tập, nó khổ luyện dữ lắm chứ không, chứ phải nó muốn được là được đâu, đâu phải dễ đâu. Hai đẹp tập phải từng ngày từng tháng luôn. 12 đổ nhân chạy á. Anh còn không, anh còn không có lên đó coi. Trời ơi. Rồi móc xuống luôn không? Trời giật. Một cái thì dư, một cái thì thiếu không? Cái này sao dễ lọt quá vậy? Trời ơi, rồi lọt thiệt luôn. Mà lọt mà để em kiểu này thì cũng được không? Rồi nha. Không. Hình như này hơi bệnh quýnh hay lên. Hôm nay lên anh đổ nhanh liền. Ừ. Dư thiếu luôn. Một đếm. Em khoái đổ nhân chỉ. Đúng rồi, anh đổ nhân chỉ. Lên bình luận số hậu chỉ con vài đường số hậu. cái ổng trả lời ok. Anh sẽ gọt chậu hay gì vậy? Liếm không? Trúng rồi. Trời ơi. Này. Biết đâu. Lừa. Chắc lừa. Ba. Giờ lừa đảo vụ trên đó nhiều lắm. Alo. Kiểu như nó giả mạo quá. Bốn. Ừ. Giờ nhiều ba vụ đó nhiều lắm. Chứ công an mà nó kêu mình đi làm giấy tờ là nó phải kêu mình tới xã phường rồi chứ. Năm. Chứ đâu có ai mà mà điện kiểu đó đâu. Nghe luôn hay dữ trời. Tâm vô cái nữa. Đá nè, nè tới nồi đâu. Trời ơi. Sao? Cái phê mướt. Tặng nhiều dư luôn hả gì rồi? Sáu điểm. Sao anh không đánh một băng? Tham nó móc đỏ xuống đó. Sáu hả? 18 rồi mưa luôn. Tốt quá tốt. Một. Lại rồi. Ừ. Này còn bữa nào anh cũng lên trên anh đổ nhanh lại mới bí kíp lụm bình. 18 đều. Mập.
tào lao. Hai. Đủ, hết chưa? Hết chưa? Giờ trần hơn chứ trần. Được quá, được quá, được quá, được quá, được quá. Được quá. Tôi thấy hai trái hùng hùng vừa rồi. Không là chết. Không là chết tại chỗ này. Hên quá. Hên quá mày vàng ơi. Mấy rồi? Hai. Hai hả? Đừng đá nha. Đá học đòi. Dắt dẫn theo luôn kìa. Rồi trái đỏ qua mặt. Hai đẹp. Chính vì vậy đá là gì ta? 20. Đồng xui xanh trái đỏ qua mặt. Không mà bên này còn ngon. Một. Hai. Mưa râm râm luôn à. Mưa ồn quá đâu có clip luôn. Ba lê ghê chạy cô lê mạnh chủ yếu cho thằng cánh chạy ra nè thôi ai cũng ghê quá anh này phải cúi đầu mới bận rồi mới thua hôm qua xong tại thua đó à. Nhìn cơ biết nhưng mấy cái đó anh vô phương quách đấu được mấy đó là đấu với em là vô phương trừ khi em ẩu tả thôi thì đó bởi vậy nhiều trái anh quýnh không được mà em quýnh được. Dư rồi, dư gấp xe rồi. 4 điểm. Nó canh kìa, mà còn dư. Ý là giảm nó phê xuống rồi đó. Một. Gấp. Hai. Ba. Bốn. Còn qua lỡ. Quýnh sơ giờ ra toàn gà không ta? Hay vậy? Năm. Quýnh vậy mà nó quýnh đồng mà quýnh không lợi là sao? Nghĩa là mấy cái anh quýnh không được, em quýnh được. Đó tại gì? Không. Sao? À, nổ luôn. Nổ luôn. 6 điểm. Anh đánh sao bị nổ rồi. Em 6. Tính quýnh ăn cho dài dày. Nó không bị nghe quýnh. Kỳ. Trời ơi. Đá tính luôn. Trời ơi. Tạc cơ xếp. Trời bị tạc cơ. Bên này khó nha. Cái vàng nó nằm sát mà nó nằm lơ lửng. Khó thiệt. Tại nó nằm sát mà nó nằm lơ lửng nữa. Khó lắm. Ở đâu biết rồi. Rồi. Đậu xanh sát luôn trời. Vậy mới kéo trúng mới hay chứ. Ừ, cái trắng nằm sao vô sáu luôn. Đọc thiệt chứ. Ừ, giò không? Sao thấy giống giò quá vậy? Ra đâu?
bi này cũng tứ ăn về cô không được. Thôi rồi ăn móc rồi. Móc. Móc mà cũng còn ra hết. Luôn. Ăn xuống nó mới vô dậu được, ăn móc về đâu vô được. Xui bi. Này. Đổ dầu. Rồi sát cho luôn rồi, xui luôn rồi. Nổ. Hai điểm, nổ trúng cái đó nhôm nữa. Anh tát. Thôi, mình đánh trái trắng đi. Nếu đúng ra là quấn trái đỏ nhôm hơn. Trái đỏ có tay à. Thôi ừ. Quấn cái tông cái trắng cũng đi, đỏ cũng đi luôn ta ơi. Quấn giữ đỏ trắng về mà quấn cho hai thằng đi luôn. Không mà cũng hên, còn ra được cái cá sườn. Khó à, vậy này không có lại được. Nó không có lại được nghe. Trời ơi, xuống dưới giật đứng lên luôn ghê. Chúng ta giờ này còn bá phê tốt dữ chứ. Trời ơi, nó bây giờ canh lực. Nhiều khi mình nghĩ nó dư thiếu. Nhiều khi mình nghĩ nó không tới thiệt. Nhưng mà mình đánh kiểu mình nhín FP lại cái là nó thiếu liền luôn. Ngộ rồi ta. Hai nữa. Sợ để nhiều FP quá cái nó dư. Cái mình nhín lại miếng cái thiếu. Đúng rồi, thì sợ dư thì mới thành thiếu. Mà thật sự mấy cái đó, theo em nghĩ là mình để FP nhiều mới tới. Cái này mình đánh dày nữa. Còn này mình nghĩ nó dư không à, ai ngờ mình quánh thiếu luôn. Chứ mấy cái đó làm sao mà khó đâu. Dễ ẹt ha. Một đếm, hơi hình. Nghe luôn. Mình tính. Trời ơi. Dư nữa. Tóc giấy nó còn dư thiếu. Sợ gì không? Sợ thiếu miếng luôn. Thôi. Để bay luôn. Móc. Mưa trên phố ngày xưa. Ừ, cứ băng như bóp để trời. Hai. Ghê. Lơ đâu rớt. Sát vô luôn giữa chơi. Còn lão nha. Ba. Lại yêu thương thì hôm trong mưa. Gì? Gì mà đổi qua đổi lại tính đè hả? Gì đổi lại nghĩ đè hả? Quýnh cho ra giày đè gì trời. Trời ơi. Hồi nãy mới đầu tính quýnh theo cái dạng kiểu kéo cu lê đè đè. Quýnh cho ra giày nè. Cái đầu xanh nó vậy mà đặt học anh nổi nhân. Bốn. Trong sửa lại. Trời ơi kéo gì luôn. Trời ơi trời. Tẹt cơ chứ không tẹt cơ trúng luôn. Bốn điểm. Quýnh vậy mà đặt học anh đủ nhân. Dạ. Thì quýnh vậy mới học. Chứ quýnh hay học gì nữa. Một. Đúng không? Cái tái bì đó là em định cu lê tới á. Cho thằng ấy nó chạy lên nữa kìa. Mà quýnh sợ cái ba thằng ta hẳn luôn.
không lại không không rồi, không 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 thiếu luôn ơi kỳ vậy, không lại không lại dở thiệt một đêm 30 giây mà đi chấp bình 20 điểm đồng cái cuốn lại bình ừ cái đậu xanh đó thì chứ nó vậy mình mới thả bớt cái bây giờ vậy mà ý là sao mà còn quýnh dư thiếu nữa trời lọt cái dậu ra lọt cái dậu lọt rồi trời ơi vậy lọt nó lọt rồi ồ gì mà xui dữ lọt cái dậu hết thuốc hết thuốc chữa một rồi xong luôn chơi ngu luôn rồi rồi nghe bóc luôn nghe nghề nghề gì nữa chỉ còn có một con đường đó thôi chứ mình quýnh đường gì nghề gì nữa mà nghề nghề gì nữa đâu một năm băng năm băng khó lắm nha năm băng là cái chừng đó nha quýnh luôn cái chừng đá liền đá đi rồi trời ơi để mà trắng giật đúng luôn tập thiệt 2 điểm quá dữ quá dữ hai ba bốn trời ơi vô thiếu nữa trời 1 2 3 4 5 6 cái đó là ta kêu là sao băng đúng sao băng đấy 2 điểm sao băng là sao sao băng là 6 băng vừa quýnh 5 băng mà mình nãy 5 băng à đúng rồi mà nó móc dưới đây là đúng 6 băng luôn không nãy em quýnh là 1 ý là 1, 2, 3 dưới đây là 6 băng nè mà nãy nó không có móc dưới đây ăn 1. Thẳng luôn hồi nãy là móc đây là 1, 2, 3, 4, 5 trúng thẳng mặt luôn thì trúng thẳng mặt 5 năm băng à ý là nói móc được nếu mà nó móc đường dưới lên là 7 băng luôn móc được 2 băng thì mới thành 7 băng móc 1 băng thì 6 nếu mà nó móc cái dầu nữa là 7 băng á trời ơi thiếu dữ à vậy cũng quýnh được ăn tham mới đợi tính giá cho em vào bếp 31-30 ý trời một quýnh vậy mà nó còn ra vậy vậy sao đường đâu cạch quan trọng là tái sao quýnh sao thôi chứ cái này là hết tạch rồi nay gặp ảnh nay anh đục cái chứ anh đục như cái máy hai biết bắt chước ai mà nay đục giống mình quá ta lại mới đây mà học rồi giờ bên này đục kiểu sao thiệt động lên đục tiếp trời ơi nó không có đồ để tay đó bởi vậy mới khi trọng lên đục đi không chịu mình đâu có đẳng cấp đâu mà mình đục đồ cháy đỏ hai anh đục không khéo vừa bi luôn mập mưa này cũng đâu lớn đâu chưa lớn mà sợ hai lớn thôi chứ giờ thì chưa lớn ôi cái này kéo dễ đá dữ trời đổ qua đá liền nhanh lắm vậy. Anh kéo theo kiểu cu lê á là không đó còn mà anh kéo đầu đá thẳng là chạy qua tán liền chỉ có vậy thôi mặt màng là không đó hay còn mà quýnh kiểu kia kéo thẳng qua là chạy qua nó cũng tung liền bởi vậy bởi vì anh đánh đỏ chạy trước mà ba còn lỗ đâu bố lỗ giấy không lo thiếu luôn
dễ quá. 4 điểm. 5. Đậu xanh nữa hả? Cái này chúng ăn tạch trái bi thôi chứ đâu có gì. À, rồi. Chúng ăn tạch trái bi. Đậu xanh nó thiệt. Giờ gặp không biết sơn. Ủa không biết cô lê chứ. Bi này sơn không khéo nó đi tút lúa. Cái này dễ cu lê, lê cái nó gần sát bên có con gan tay chứ nhiều. Bởi vậy dễ. Không lẽ vậy mà cu lê không được nữa thôi. Mập. Cái này cu lê mới đá nè. Hai. Ba. Thích ngon luôn à. Quýnh sợ trạc, quýnh dư chắc. Ngon luôn. Trời ơi sao hay dưới trời. 3 điểm. 8. Quýnh gì mà nghe cái lỗ trời. Rồi cái anh để về cái anh nghỉ chân luôn. Khó, khó anh chút. Quýnh hai bằng dậu mà. Hai bằng dậu chúng ăn chặt để bi nha. Nhẹ là để bi á. Trời ơi. Em có dặn lại miếng mà. Em đâu có để hết phê đâu. Ghê. Để hết phê là nó đi tút lút rồi. Không. Trên đó chặt cũng ngủ bi. Cái này chặt mới để bi. Gì quýnh một băng hả? Một băng hả? Hai. Đâu quýnh hai băng dưới lên chứ. Hai băng đỡ bi sao? Hai băng nó mới lên được. Bi này cũng là bi sườn nè. Trong băng hả? Ở trong cái ba băng á. Bi này giống giống đề ba chứ gì. Thấy không? Bi sườn. Ba. Bi đó là vô thế à. Dễ hơn đề ba. Mất. Chạy đi đâu trời trời ơi trời bố đấu xanh nữa được đá mà cũng còn hên ừ hết sơ luôn rồi rơ nữa mắt xe nữa không ra em mắt xe có trúng cái nào không năm trời ơi đẳng cấp đẳng cấp thôi mai 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 chấp ngược lại đi chứ bi da vậy mắt xe trúng nó quýnh gì đẳng cấp là đây sáu đẳng cấp mình phải học hỏi người ta chứ quá dữ rồi bảy mình phải học hỏi vậy mà nó ăn một trận lại cái đánh lại tám mình phải học hỏi anh Đỗ Nhân. Anh Đỗ Nhân chỉ sao học y chang vậy không cần giờ ảnh đang coi clip trời ảnh chắc có rảnh để coi clip biết cái biết có đề xuất được tái cho ảnh thấy cái clip không chứ ở đó vẫn chưa coi tính ráng kiếm cái cơ sơi rồi anh nói học trò của anh nhiều lắm chứ không phải mình em đâu bình ơi mời thì anh cứ nhận em là đệ tử đi anh nhận em là đệ tử. Đậu xanh thôi để anh Đỗ Nhân anh có vô comment để tử ảnh không à, anh có vô thì anh mới nhận anh không vô là anh không chưa nhận bạch thầy chết bỏ. Tôi rồi ai lọt rồi lọt vô thầy ơi 11 hết không giống hết chưa nó còn cái lỗ kim hết quấn đây ừ giới sao thôi xong 12
quá tài. Mình phải đi kiếm cái series coi. Thôi này, đau bình... xanh. Anh vừa bình quýt kiểu cảm giác bi quá. Rồi xong luôn rồi. Thiếu miếng. Vậy mà ngày qua để 1 tiếng luôn. 12 nữa là 3 12 42 44. Trời dư lòn rồi. Chết. Quýnh qua quýnh. Qua mà không la là em đi về miếng chân. Có gì đâu thì về chứ có gì. Clip nó thổi lên thôi chứ. Ừ, giỡn hay trời. Không. Thôi chắc ngược lại đi chứ trái anh mới gì quýnh lòn quay lại quýnh lại. Thôi lên 5 khi 10 quả. Ờ thấy không bởi vậy. 5 khi 10 quả anh trúng đường trái. Thôi. Để bỏ cơ thi non trời. Trời ơi là bỏ nữa. Ồ, đá bi này không được. Cái đỏ đá cái tung rồi. Giờ quýnh né đá mới được. Và đường nào nó cũng xuống nó đá. Quýnh đá. Tâm ơi sao ra ba. Ra nghe mặt luôn. Bỏ đi không? Dạ bộ chứ học cái đó hết. Viết hết. Đậu xanh nó thiệt. Nằm kiểu này. Nằm kiểu này bấm qua luôn chứ sao. Trời bấm qua tạc cơ. Trời ơi trời. Cơ mới cứu thôi chứ giờ không sao cứu mình nổi. Bỏ đi không? Hay quá hay. Tạc cơ luôn. Đậu xanh nó thiệt chứ. Bấm qua tạc cơ luôn. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì? Mày đã tưởng vô thiếu không? Quýnh mỏng AP mà. Hai. Ê. Ừ, còn được. Được nó đá bậy rồi chứ. Bà nhẹ dữ trời. Chàng gì không nổi rồi, ngủ bi rồi. Rồi. Bệnh quýnh chảy luôn rồi, giờ cách hết được luôn rồi. Làm bộ nữa, chảy nữa. Rồi. Út. 3 điểm. 41, 47. Qua kiểm thả mình. Xét trước thả mình cho mình ăn lại xét. Không. Anh quýnh hay còn hơn cái hồi mà máy xuống quánh. Lách qua khe hẹp thôi. Hồi máy xuống quánh, quánh lầm lần không. Nó phải chứ. Anh quýnh ghê. Hai. Trời xuống đó. Trời xuống. Rồi. Trời ơi, vậy sao tao? Vậy sao tao dám bấm mày? Giờ này kéo dữ lắm, tọt vô là lụm à. Hey. Trời ơi, hên quá đá phụ ông nội ơi. Đá phụ chạy chạy cặp luôn rồi. Bỏ điểm. Lên luôn. Quanh biết chạy đâu đá. Quanh chi đâu đá xanh. Mình hay thiệt chứ. Đỏ dòng dê. Đổi dòng về mở không? Rồi, ngủ bi nữa rồi. Nghe hiều mà kêu người ta dòng về. 4 điểm. Rồi. Này lọt chậu nha. Cái này một là thẳng mặt, hai là ăn trò. Còn 3 là lọt chậu phải không? Ăn trò đi. Dư trò không? 5 điểm. Trời ơi, xém dư trời. Thôi ông nội. Rồi luôn. Dữ đậu trời. Xanh nó thiệt chứ. Bi này cúp luôn đi.
Mai chấp lại điểm gì bạn ơi. Chứ... Alo, rồi. Ê, ê. Rồi. 5 điểm. Quýnh gì người ta chấp mà đi ghét tao hơn 10 điểm. Thôi rồi, hơn đó anh Bảo ơi. Bữa nay tại trời mưa. Hợp. Hên gì, nay quýnh hay quá. Hên là khác, hay là khác. Mập. Em có cái đặc, em vô em quánh mà em mà mắc mã một cái là em bỏ cuộc á. Còn mà em mà hey. Em mà hưng phấn là chết. Em là vậy đó. Đừng hai đừng để cho em hưng phấn lên. Thì ai chơi thể thao cũng phải có. Cái em mà hưng phấn lên là em phong độ lên lắm. Là em chơi đồ lắm. Còn mà em mắc mã em bực cái là rồi luôn, nghỉ luôn đi. Bỏ cuộc luôn. Em là vậy. Ờ, chơi luôn. Anh Bảo ơi. Hai điểm. Anh Bảo ơi. Đẹp cơ luôn trời. Chạy luôn rồi. Ba. Ừ, anh mà chạy. Ừ, nó bị này trúng cái là trắng gì nữa nè. Qua toàn nhẹ vừa thôi đấy. Đẹp cơ. À, sợ cái lỗ này dữ lắm mới xui. Trời ơi, trắng về hay đổ qua vòng lên. Một. Bụp. Trời ơi. Hai. Ở đâu mày? Thôi. Tử bằng. Rồi kẹt cái dậu đi luôn rồi. Ê, cái đậu xanh còn không lại nữa mày. Hai điểm. Không lại chết rồi. Một. Tao ơi, nó bậy luôn. Anh để em nghe nó một cơ cũng như không. Quá dở. Quá tham. Một. Quýnh hay quá trời ta. Này cái nào quýnh cũng trúng. Nhôm. Hai. Em khóa vô mới thấy vậy á. Khóa vô mới thấy đó. Hai. Ba. Thôi. Đậu xanh. Chín luôn là gì vậy? Chưa. Tắt à. Ba. Trời ơi, trời ơi. Thả bớt hả? Thả bớt. Em thả nhà sao? Bây giờ thả không thả gì mới mốt cũng chạy. Thả khỉ tao đi đó. Đâu có quýnh mạnh được, quýnh mạnh cái đó chạy luôn á, là vô đi rồi. Mập. Ở bi vậy kéo dài giờ luôn. Chứ kéo cái gì giờ, em kéo đỏ. Ừ, sao kỳ vậy? Bí này một băng đỏ không được nha. Dạng chèo chứ không kéo vàng cho dễ. Phải dặn hết cỡ lại á, chứ không là tuột á. Trời. Rồi tuột luôn. Một điểm. Bảo lên chảy vậy lên đi bò đéo không à. Không làm. Trời ăn tham chứ chảy gì. Da đó quýnh sao trạch. Tại nói ảnh giờ chơi rồi chứ ảnh mà chảy nữa. Tại nãy giờ ăn tham thôi. Một. Trời ơi quýnh. Quýnh ba băng con cái ra vậy luôn. Chưa chắc ăn đâu nghe, hai thu ngược đổi thừa. Ủa, xanh có thiệt tại thả nghe.
Nghe anh bảo đó chưa chắc ăn đâu nha. Quấn sao quấn đó, mày chết mấy bao á. Vụ này anh ăn hoài cái gì, tại quên hay gì đó. Trời ơi, quấn có FP á thì nó giật vô. Mà quấn FP thận á thì nó giật ra. Vậy á, một điểm. 58. Mập. Phải thế, nãy giờ mấy cái liếm liếm là chết nãy giờ rồi. Em là em sợ anh nhất là mấy cái liếm á. Liếm liếm á. Liếm liếm là nó đẻ điểm vô lắm. Em sợ nhất là mấy cái đó đó, liếm. Liếm cái đẻ 2 điểm, liếm cái đẻ 3 điểm. Đẻ hồi mười mấy điểm luôn. Bập, bập lắm. Trời ơi. Ba. Cái nhà mày ngu quá, mày không báo lại mày. Quýnh sao quýnh chưa thiếu đây nha. Trời ơi, bắt trò trúng luôn hay gì vậy? Ê, em thấy nó chạy rồi. 3 điểm. Em thấy nó chạy là em nghi nghi rồi. 48. 58 đều luôn hả? 48 chứ đâu, 58 trời. Cũng 48 thôi. Chấp thêm 10 điểm, 30 điểm phút cuối, ăn luôn. Ăn mà mốt bệnh thấy tê. Thôi, quýnh trắng ta cuối. Chứ bì đâu, quýnh đỏ đâu mới ngon á. Ừ. Thằng con quýnh dày cái tơ. Quýnh dày cái tơ một điểm luôn nè. Thấy ghét nhổng cơ xuống độc luôn. Ừ, độc luôn. Một. Chứ quýnh ở bên kia dễ đặt lắm. Hai. Về đây. Về luôn. Thôi. Đúng rồi. Rồi xong luôn. Hai. Thôi mà sợ vậy cũng trúng nữa. Hay dữ vậy. Lên đó thôi. Làm lại cái nữa. Thôi. Vậy chứ cái này thì hết trúng rồi. Trúng. Cái này giống y hệt cái nãy luôn. Bố. Thật ơi. Muốn lại y vậy luôn trời. Ghê thiệt chứ. Thôi. Trời ơi. Đậu xanh mày nói dưới mày. Đọc dạo ngang. Dạo nghe. Trời ơi trời. Hai thằng nó đi chung luôn à. Bốn nữa. Cơ hội không? Cơ hội không? Rén rén lậm bệnh rén. Một. Quýnh xong cơ này cho em miếng nước đó rồi. Ừ. Này, trời ơi, trời ra tới bây giờ. Hết thèm. Ê, rồi. Hai điểm. Chạy chậm quá cái là đổ quá hốt à. Nghĩ giờ ơi. Một. Hai. Trời mưa mà uống nước dữ thiệt chứ. Mình. Em uống nước dữ lắm. Hai. Ở biển sao không mập. Thôi thôi. Ba. Ghê vậy.
quýnh cái đường đó có đặt ra. Ê, mình cũng ngủ y bữa nay quýnh hết cơ, quýnh cho chảy luôn hay gì trời. Quýnh cái đường đó đặt ra mình cũng ngủ y. Ôi ghê quá. Bập thôi. Bốn cái đường đó đặt ra là cũng ngủ y à. Bốn tao sẽ thế nữa. Thế gì trời, da lỗi cho ba lửa luôn. Đi mà thế tao ơi, thế tao cũng nổ quá. Ê, dòng về được chứ. Ơi, về cũng không có hai đâu. Tao ơi, còn hơi phản nè. Đó. Tao chắc ăn không hai. Bốn điểm. Còn hơi là chết anh liền. Tính nhiều đường quá Bình. Mập. Ê, tao bằng một cái là da này sao cạc trái lỗ giờ cái mấy điểm cái này thôi không có da thì đường đâu nè không. Ê, mà em sợ cái lỗ nó đôn cái vàng đi luôn thì đôn chứ mà anh với theo kịp đôn đâu bao nhiêu ít phê phải nhiều kìa mới được, ít quá là nó với không kịp. Ba rồi làm sao bắt xe. Ờ bắt xe đi cô ơi, làm gì từ sớm hả? Ừ gì ơi, ba điểm hết cái đường năm ba rồi tao bay nó cô lê tao cứu rồi. Cô lê gì đi ra tao sơn tao ăn nhiều điểm mắc gì cô lê. Ờ anh để vậy mới chết em, bị vậy là sao có tay đâu cũng chết. Tại tự nhiên mình vừa để vô sơn cái lại hỏi cái hết hồn quýnh trật rái luôn. Thôi em cứ hỏi thôi chứ em không có được rồi không nói giờ à. Các em không giống như mập kìa nha. Bi này chơi liều luôn à. Liều cái gì, da quýnh tiền đó đúng rồi, liều. Không, nhiều khi em quýnh mấy tay vậy tạc hoài luôn, vô duyên lắm. Thôi ngồi. Rồi sao quýnh? Quýnh lâu lâu giờ luôn. Ừ. Có lâu làm sao mà nó về được ngay lúc này nè. Ừ, lâu thì sao, để bi với nha. Thấy không? Không được, ngay lúc đó là trật lắc. Hên là lôi thiếu kẹt đây chứ có lôi mà dư. Thôi, ông nội. Rồi, đúng rồi. Ừ, lên luôn. Đúng rồi. Đậu xanh nó thiệt. Lôi nè. Lôi nè Bình, mập. Sát vô vàng. Sát vô. Nó sát vô giờ nó khó quánh á. Khó, trời. Anh thấy cái đỏ thường lử không? Cái lỗ thu lửa luôn kìa. Lon. Tao liếm luôn. Xem lỗ. Bị đó nó khó đánh lắm chứ ồ. Đánh không khéo là vô thiếu liền. Bởi vì cái vàng nó nằm sát quá rồi. Nó nằm hở ra dễ đánh. Ba, tao bao liếm lia lịa luôn. Vậy là chết. Tại rồi. Trời ơi, bây giờ là ẩm rút cái liếm ra. Rút cái liếm ra chơi ghê trời. Bốm. Nãy giờ không quýnh bệnh, không ớn, không tê. Ê! Ờ, vậy đó, mới được. Vậy mới được. Cái này là không còn lời lỗi gì nữa đâu nha. Một là sổ, hai là quýnh vàng thẳng mặt. Còn không quay qua quýnh đỏ đi. Đủ. Thôi con, con trắng nằm chỗ thuận lợi con. 57 rồi, bí này nằm sườn nữa rồi, anh bảo ơi. Sườn hả? Để bi không ta? Bí này nằm sườn nữa rồi. Một. Căng bi bệnh mà cuối cùng thành để bi không trời. Hai. Nào phải nghiên cứu cái đường căng bi khác. Đi xuống coi. Hai. Cái đậu trời xanh nó thiệt. Trời, cái trắng nó qua sớm nó đá trúng. Hai. Nó thôi. Qua mà nó cũng không trời đá luôn. Trời ơi, xác luôn chứ. Mấy đá xác vậy nó khó canh. Hơi hở ra dễ canh. Thấy không? Khó canh lắm.
có bắt dậu ra anh mới đỡ đi nữa nè. Ừ, để bi nữa chứ. Ừ. Giờ quýnh kiểu quýnh cảm giác không, cảm giác giờ cảm giác rất quất. Một hở ra hai thằng hai rồi, trời ơi luôn. Cái ông nội này xuống thì ông cố kia lên. Ừ đúng rồi, mở băng ba hay dữ trời. Thôi ngon luôn quá trời, bên này mới khó nè, ăn sao mà thu non là ngày mai chấp được là 20 ba đúng luôn rồi. Ê trời ơi bốn đó em nhằn lắm mà nhằn mấy cái đó mày sáng vô đâu sao đá làm sao mà cửa có tí xíu trời ơi nó bị ngon gần chết luôn, quýnh tôi thiếu trời. Bởi vậy bị dễ quýnh quýnh trạc bị khó khó quýnh trúng hay 5 điểm chứ nó bị nó cấp ngon gần chết. Rồi vũ khí đó rồi. Trời xém liếm. Xém liếm được miếng. Giờ có thua cũng phải ráng đi đựng cơn 20. Anh ráng đi. Thôi còn không mà để bữa nay mình để thua cho anh xa xa mới mốt cho anh chắc lại. Thôi. Thôi thôi. Ê! Ừ, nghe nói cái đầu xanh đó. Quýnh tâm lý mình quýnh hai băng qua cho nó ngon mà rút cuộc nó lòn luôn, cái lỗ đỏ vừa đủ rồi chứ cấp băng qua là hết phản rồi. Từ rồi hên mập hên mà hết ngon luôn rồi. Ê bập lại nè, bập lại vậy mới được tí nữa hả. Mập nữa, 58. Bập lại vậy mới lời lõm được chứ. 58, 74. Nè cái này lực màng không khéo đá tung nè. Này không biết ai chấp ai. Giờ nhiều khi quay ngược trở lại nó quýnh 120, quýnh 100 còn thua. Chứ đừng đó. Thế cái này lực màng qua đá quá. Mà quýnh trắng thì không có tay tọt. Lực màng luôn. Tính ra luyện viết chip của anh đủ nhanh hay dữ trời. Nào chắc phải vô luyện mới. Đừng có đá cái đó. Một, mày đá thì chết luôn à. Dừng lại. Dừng sao được. Giờ quýnh ta cái đồng gì kêu ta dừng. Một. Nổi không nghe. Tàu nó xem. Liếm luôn. Thôi con. Ừ đồng vậy đi. Xanh mày. Kéo vô luôn hay gì? Mày nằm cứ này sao nó quýt mày? Lôi đỏ giờ coi. Ơ, lôi trắng. À, lôi trắng liền chạy vậy. Ừ, trời, ba. Mày quýt gì vậy? Bốc, rồi. Ừ, đỏ quá trời, ba lúc đi. Thôi. Chấp 20 điểm lại, cũng không quýt. Chạy luôn. Quá quýt nè. 5 điểm. Dòng lên. Nay quýnh nhôm rồi gì nữa trời ơi, thôi. Hồi đó đâu có đâu, đâu quýnh bị rã không, chứ nay quýnh nhôm rồi gì được. Ai quýnh cho lại. Càng ngày càng lên cơ chứ anh. Quýnh trời. Nói mà mình mà biết quýnh nhôm cái sao quýnh lại. Trời ơi, nó bây giờ. Quýnh rã. Nhiều tái tật ngộ đời chứ. Quýnh rã là mình quýnh không lại rồi, mình nay còn biết quýnh nhôm. 5 điểm. Ngộ đời thì chứ. Rồi. Ừ, rồi mà vậy đi. Hết ngon luôn. Dậy đi hả? Dậy đi. Có băng hả mình? Ừ, gác hơn 20 điểm trời. Nhưng mà 20 điểm chấp nó 40.
Cơ này bi này Quýnh cũng đơn giản thôi, để chết cái phê lại, Quýnh mỏng mỏng lại nó vậy thôi. Này hay dưới trời một kiểu nào cũng được gãy là lắm ha. Này chắc cô luôn quá, thấy nghi quá, thấy đứng tha lơ lâu nghi. làm thử rồi. Ta đi đâu mày? Ông ngồi mày. Kiểu giờ người gác điểm quá, tự tin quá. Ta ơi, tôi rất là hư cơ rồi. Bây giờ tao quýnh hai băng trên ngon chết. Này là em tô luôn, chứ em không có thả nha. Mà tô bậy á. Không. Trời ạ. Tô bậy nha. Bây này mà quýnh trần nó là xác định luôn á. Rồi. Trời ơi, sao trái rồi. Trái gì bây giờ? Sao cái đầu sắp còn ra bây giờ luôn. 1 đến 59. Chết rồi. Nè, bên này mà trúng một cái là đỏ lên lùa nè. Sao trúng được? Trúng một cái đỏ lên lùa luôn nè. Sao nổi? Đó. Ừ, đỏ chạy đi. Ừ, mà cũng còn được cái chứ. Cái rồi kìa. Vậy mà cũng trúng trời. Hay dữ trời. 1 2 Thở là miếng mày. Đầu xanh rồi xong luôn. Trời ơi. Không. Ê. Lắc rít. Xéo tí xíu lụm luôn. Thở không là gà không. Hai điểm. Một. Quýnh mà ép phải đít luôn mới chịu ạ. Mà còn không qua nổi. Hai. Trời ơi, xui luôn rồi. Ừ, giờ gặp không biết cô Lê. Mấy trái về nó cũng dễ bị lãi lắm. Mày cô Lê phải canh kỹ kìa. Sao không xui cái là đá ngược ra. Dễ đá lắm. Hai điểm. Trăm một. Bi này trúng cái đỏ rồi qua nữa. Toàn là mấy thế gơm. Này quýnh dở gì trời. Cơ một, cơ hai không. Rồi không có điểm. Mấy cái đỏ qua mà mình đánh mạnh lực quá. Một. Hai. Trời ơi, này quýt. Gì mà trái nào quýt trúng hay trời. Quýt như quýt không sợ trật. Ba. Thì anh hiểu cái cảm giác nó gác điểm rồi. Ai không vậy? Rồi sao quýt? Thôi bên này sao trật được anh? Quýt đầu quýt quê hà, quýt hang dậu. Hai. Hang dậu hả? Mày ơi, cũng ngờ á, chơi nghe hả? Chơi nghe hả? Trời ơi, vậy mà nó... cái chó này hả? Thôi, đổi thừa nữa. Đổi thừa trơn, cái này có gì dưới đây đâu mà trơn trời. Không, em tròn quá á. Bởi vậy. Giờ này mà còn xuôi bi nè. Xuôi nữa chứ. Giờ này mà còn xuôi bi. Xuôi bi nè. Đừng bắt chước quýnh nha. Đó. Trời ơi. Đậu xanh rồi vậy luôn sao quất. Thôi bên này cúp rồi vô cúp lượm lúa không. Đây là đường đâu trúng. Bên này cúp dễ lắm. Cúp dễ lọt dậu phải không. Nó rớt đâu đây là lắm. À. Thấy không. Dưới trời. Một. Nó rớt vòng đâu đó là lắm lúa. Xui lắm mới lọt ra đây thôi. Này hay cái này tính từ cái ngắn ra cái dài. Hai.
Trời ơi, còn hung lại chưa nữa ông có nội. Ừ, hung lại vô nghề luôn anh chết. Sao trạch. Lên con. 3 điểm. Nó lên mà nó đi qua bên bển rồi. Cái này đừng nào trốn. 4 điểm. Thôi. Mấy cái nó rất là quýnh bình thường. Ôi, nay biết đường gì đó, nó trời đó quýnh sao được, sao nay. Quá trời quá đấy. Quá liền. 5. Mấy cái đường đó bị gì trái trắng á, nó giật lên chút rồi mình đánh, mình để chích phê lại, tự động giật qua. Còn là nó xui nó thiếu thì mình chịu thôi. Ghê thì chứ. Tính ra là bệnh máy đang điện lên cơ ghê. Trúng luôn à. 6 điểm. Anh vậy mà dằn dư lên trên giật xuống trúng luôn. 7. Bữa nay anh bảo anh cho mình ăn lại. Cho anh gì? Chứ không phải bữa trước cho bệnh cho mình ăn các bạn. 8. Thôi. Trời ơi. 8. Bây giờ kéo vô luôn trời. Thả bớt. Thả nữa. Thả nãy giờ không chịu thả, giờ thả trời. 92. Anh bảo ảnh nói thôi kệ lâu lâu cho ngày mình làm mưa làm gió nữa. vài bữa nữa làm thịt nó lại cũng được thôi. Ừ, dư luôn. Hay quá. Rồi. Rồi. Bảo anh nói cho mày làm mưa làm gió đó. Ôi, mày làm đi. Giả bộ vụ anh hoài, vụ anh đừng chấp hoài hay gì thế nè. Cho mày làm mưa làm gió đó. Mày làm mưa làm gió đi. Ra bữa làm thịt mày cũng vậy à. Bữa này cũng vô sườn. Nhút được cái dầu nhỏ đó là ngon. Trời ơi, xuống nhút kiểu cố nội. Nhút mà kiểu nó không bắt được thôi. Nó nhút vừa đủ mỏng à. Mà nó phải nhút dày miếng nữa. Nhút sao về dậu dưới đây luôn sao trúng. Mọc. Hết mưa. Hai. Hay quá vàng về đó. Ăn xui không? Không cho gà rồi. Móc đỏ giờ tiếp. Còn không thì quýnh vàng thì cho chạy hai băng chạy qua. Ba. Quýnh vàng hai băng chạy qua mà đỏ chạy luôn rồi. Ở vậy mình đánh được. Mình đánh là dạng như cơ mình là dạng như cái cơ lấu lấu. Còn như người ta đi thi á, thấy người ta quánh chắc dữ lắm. Sang tiền. Quánh theo kiểu bi người ta nhìn đẹp lắm kìa. Chứ người ta đi thi đấu mình đi đẹp ra. Quánh bi là kiểu đẹp lắm. Ta đánh là băng nào ra băng đó. Trô là ra trô, kéo là ra kéo. Chứ không ra được vậy sao ta dám đi thi đấu. Nhìn đẹp mắt lắm. Thôi mình đánh đường này mình ngủ bi anh bảo rồi. Ngủ bi đi chứ. Quýnh nhẹ ngủ bi anh đó. Quýnh thử đi. Coi có ngủ bi không? Vậy mà lại ngủ bi biết sao vậy khi ngủ bi. Ngủ bi vô gà. Ôi bởi vậy. Bảo anh nói mày còn 8 điểm mày tưởng mày ăn tao không mày. Chết mày tao á. Còn 8 điểm mà thua chắc mai mốt bệnh thôi. Còn 8 điểm mà thua mốt nghỉ chơi anh luôn. Vậy quýnh cho thua luôn. Nó mày tưởng mày ăn tao hả? Tao còn nửa lần mày còn 8 điểm là mày chết bình thường mày tao hả? Tao ơi! Gì hả? Ôi tao đá phụ ông nội ơi! Đá phụ gì? Tao tính đường đá đó chứ. Bây giờ nó quýnh đỏ về, đỏ nó cũng chạy về. 3. Ê
Trời ơi, ngay biết đường đó luôn. Mà đó gì không được. Quýnh đường đó là đúng rồi, mà tại anh đánh hơi nhẹ. Đánh mạnh lực chút nữa là đỏ. Chạy về dưới. Nam. Trời ơi, chàng hãng cho hê luôn rồi. Hãy ra. Sao? Giống giống quýnh một băng luôn trời. Không quýnh hai băng. 7. Trời ơi, rớt xuống lơ vô đây nè. Tám. Bốn. Chín. Đó, giờ là anh mới tăng ga đó. Tăng ga là anh chi giờ này. Anh nói mày giờ mày sanh bệnh mày với tao nè, nãy giờ mày tăng ga là chi giờ này mà. Trời ơi, đánh gì hả? Mày nãy giờ mày làm mưa làm gió với tao hả? Tao giờ tao tăng ga là mày chết. 73. Rồi. Tăng ga làm gì trời? Bệnh thứ toàn là anh yêu cao đối thủ lên rồi nên bắt đầu rồi nó quýnh cho hạ té xuống thôi chứ. Một. Hai. Trời ơi. Ba băng con. Ba băng con của anh Trần Quốc Chiến. Mấy thằng bình luận viên nó bình luận mắc cười lắm. Ba băng con rồi ba băng cha rồi ba băng mẹ gì ta lẽ. Bốn. Nay bệnh tự tin quá Vinh. Vinh không bản. Em đi cơ táp luôn á. Đi cơ táp đủ luôn. Không biết được không à. Rồi mới móp chấp ngược lại 30. Anh rớt. Mới có 73 điểm. Rớt ngay đây nè. Ngay đây gì visa hết đường cạch. Sao? Trời ơi, nhiều khi ấy y du thiếu không ở đó. Mấy trái vậy đó. Du thiếu là ấy y. Cái này túng nó đủ luôn à. Cái này đường đồng cạch. 7, thấy không? Tắn vòng ra nữa. Vô gà. Thôi có nội. Cái đó chỉ có đường thả. Cái đậu xanh mày. Quýnh cái này khó nè. Kỹ thuật à. Trời ơi. Còn có điểm à. Tao bì đâu quýnh đúng rồi túng. Một. Ừ, ghi vô để cho tao biết. Không ghi vô. Không ai edit khúc đó nó bệnh ăn gian cũng có điểm đâu. Chính hai ăn điểm. Chính chính chứ. Còn có điểm. Hai. Không ghi vô cái người ta nói mày ăn gian bảy điểm mày. Đấy. Ba. Ê! Trời ơi! Bây giờ này mà còn xui! Ba đi! Trời ơi! Bi này cũng để kỳ trời! Chứ bộ! Bi này quýnh một băng được ha! Bên sao? Có ta quýnh một băng trắng nè! Bây giờ màu đỏ dặn hết được rồi! Dặn thử nè! Gia bộ dữ lắm! Nó em định tổng cơ xuống em đụng đỏ rồi đó.
Bi mày quá. Bi thì mày ngủ. Bi quánh không được luôn. Mọc. Định chổng cơ xuống tục luôn rồi. Cái đỏ nó nằm kiểu xuống quá. Nó cơ đang thui. Một hồi nữa chắc mưa lớn, đang thui thui lùi luôn. Mưa. Quánh xong về. Về. Mưa cho nó mát. Ngủ để nghỉ. Tại ơi bây giờ mà còn hay. Đậu xanh mày còn một điểm mày thả vài cỡ đi chết phải tao. Giờ quýnh cho bệnh chảy bữa sau lụm. Mày tưởng mày còn một đĩa là mày ngon không mày? Mày chết phải tao bây giờ nè. Thật ở đâu ra chứ? Là như cơ thịnh của mấy kiểu như cơ thịnh ken chứ không cao á. Ken hay gì là gì mới có cơ hội. Mà thịnh ken chứ bây giờ còn một điểm mà bị đã vậy nó quýnh cũng không được. Bởi vậy. Đã thịnh ken là người ta quýnh ken mà. Rồi bên này mới khó nè, bên này mới khó nè. Trời ơi, đi ra giường gà lắm rồi, mà đường xa mắc mờ. Dày miếng thôi là dư liền. Nó chỉ lách xe thôi. Sao? Thôi, đi chạy cơ 40 cho mình chảy. Thôi 40 thôi, anh dập cơ đi về. 7. Thôi con, rồi xong. Rồi bên này cũng hết phản rồi, xong rồi xong. Dạ, cái lỗ anh Bảo. Cái lỗ á. Cái lỗ đó. Ôi ơi xém, liếm liếm vậy đó. Rồi bên này đặt nó lên đường rồi. Đặt là lên đường á. Rồi, xong phim. Trời ơi. Cái con liếm ghê vậy. Thôi thôi, còn có điểm mà cho tao đủ đi làm gì ghê trời, đã đủ luôn hả? 10. Mình đủ thiệt cái gì trời? Đủ luôn chứ gì. 10 nữa mới có 86 nhiêu đủ gì. Em còn điểm á, anh đừng để trứng giá được à. Mười một. Nãy đi được vậy đâu thua đâu. Bởi vậy. Phải không? Đi được vậy là em đi về sớm rồi. Nè tham nè, tham nè, nga. Ê, tham nè. Lấy không lại. Mười một. 87. Cái này thả cái đi thêm cơ 20 nó lụm. Trời ơi. Chưa, nói rồi. Nhiều khi chạy luôn, thả hơn chạy luôn. Chạy luôn cái con điểm mà muốn hoài không được. Có một cơ à. Cơ. Có một cơ à. Ừ. Tại bi đó, tại em đánh mạnh em định cho nó trúng được chứ em đánh nhẹ nhẹ là anh ngủ bi. Rồi lọt. Tèn tèn lấy gì quánh luôn đây. Tèn tèn đúng xong thiệt chứ. Thấy ghét quýnh nổ trúng luôn nè. Thật. Nổ trúng thì trúng cho ăn. Trúng là cho đủ luôn á. Hay trúng đủ luôn chứ sao. Anh kiểu hết cách rồi. Trời ơi nổ trúng kỳ vậy. Ê gì mà ê. Ai mà giờ này tự nhiên còn điểm cái đi ăn rùa kỳ. Thấy cho con sao quánh độc hả độc chai cho vui cho bệnh chảy mọc độc hả. Hai. Còn có điểm á làm sao làm. Đi là chết. 3. Trời ơi tưởng tao bấy cu ra được. 4. Năm. Ch-
sao để làm tăng lịch sử chứ vậy? Trời ơi, ăn luôn nè. Để làm tăng lịch sử hả? Ăn luôn chứ lịch sử gì. Thôi, còn tới 30 điểm, ba mấy điểm, còn tới 33 điểm ăn gì ta? 7. Rồi giờ làm sao nữa? Tại bữa trước nghe anh đi chơi ba mấy hả? Thôi, để làm tăng lịch sử hả? Nè, bữa này vô thiếu cái là chết luôn nè. Tám. Rồi xong bữa này hết được rồi. Hết cơ hội rồi. Hết cơ hội rồi. Rồi, đó, 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 đó. Đó, 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 là đó. Rồi. Hơi dày, gì đó mỏng là đầu đá. Tám điểm. Trời ơi, trời ông đã quay ông nội ơi. Ủa, 8, 9, 5. Gì vậy? Tô đỏ ăn rồi là làm gì kì vậy? Thả, thả trời ơi. Thả hơi thua luôn đó nha. Thả con khỉ á. Cái da tự nhiên quay lại về tọt đỏ ra như lụm. Không, em đâu có tọt đâu đâu. Được, cả cái đó dễ. Thôi, anh nghĩ anh quýnh trúng được cái bên này hả? Ừ, cái này sơn đỏ trúng. Sơn nè, nổ bóp nè, nổ bóp nè. Quan trọng là sơn được là trúng. Đó. Tại vì dày nổ chứ sơn được là lụm. Đây nè, tới đâu? Đây nè, đó chứ. Thôi ăn đi, nó điên điên hoặc là chết. Ăn đi nữa chứ, cái này sao ăn? Cô Lê hả? Cô Lê hết khoảng rồi. Thấy anh tha lơ không? Thấy em trúng không? Mình này đánh quá hàng cả nhà. Hết cách theo. Chết. Vừa vô mấy trái đều bị vô chặt không. Hết tinh thần của rồi. Chào cả nhà. Bữa nay mình đang bảo nữa rồi. 4-1. Gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.